Hello, xin chào mọi người đến tới tiếp theo. Mình mà tầm đây là Vy đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay bộ tích hợp chúng mình mà nghĩ mình bộ sẽ... thứ 7. Nhưng mà các bạn coi, nhưng mà bộ này nó cũng khá là dài. Mình sẽ chia ra thành 5 tập. 3 tập. 3 tập đủ không? Đủ. Ok, vậy 3 tập. Không đủ 3 tập thì giới thiệu cho đàng hoàng coi làm okay, gì ta. Ok, chúng ta sẽ đây là một chiếc máy bay khoảng 6 chiếc này kết hợp lại. Mình cho các bạn coi. Chiếc đầu tiên mình ráp là chiếc số 2. Chiếc thứ 2 mình ráp là chiếc số 1. Chiếc thứ 3 mình ráp là chiếc số... Ủa? Ê lộn! Chiếc thứ 2 mình ráp là chiếc số 4. Chiếc thứ 3 mình ráp là chiếc số 1. Ủa, chiếc thứ 3 là số 5 à? Thì cứ liếm từ số 1 đến số 2 cho mấy bạn coi được rồi. Đây là số 1 là chiếc trực thăng. Số 2 là phi cơ, số 3 là phản lực, số 4 là trực thăng, số 5 là phi cơ, số 6 cũng là phản lực. Mỗi tên tổng tổng ta, chiếc trực thăng đầu tiên lên là M38B0666A. Chiếc thứ 2, chiếc phi cơ là B0666B, B0666C, B0666D, B0666E, B0666F. Sao xịn 6666 không vậy? Tổng cộng có bao nhiêu bước cho các bạn coi? Tổng cộng nó nhiều bước lắm. Tới bước cuối cùng là chuyển qua bước số 1 lại à. Rồi, hai đứa từ từ nhé. Bước số 1. Một cái này, hai cái này. Một. Cái gì vậy? Vậy ta dài khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai cái rồi mà. Bao ơi, Tâm có gấp sai không? Nè, của người ta là như vậy nè. Mà bao vi lấy cái sai ở đâu không? Nó ngắn. Bao nhẹ nhẹ, bao vi chuyển chân khó kiếm quá. Còn không có sao. Chuyển nhẹ nhẹ thôi. Cái này bằng cái đó không? Đúng rồi bằng. Được không? Được, chia ra hai thao. Chia ra hai thao vi nó nhiều quá, nó chàng rồi. Nó chàng rồi. Chia ra thao. Mình gom. Nhưng mà hai thao thì khó kiếm, nó khó lựa. Phải thử lựa bên đây lựa bên kia nữa. Thôi thổi một cái thôi, một cái thao lựa từ từ được. Hai thao mất công lựa bên đây lựa bên kia nữa. Nè. Đó, từ từ. Đó rồi mở đây. Nè con mưa ra dịu dịu. Quên quay gắn cái cao. Ok, có một boss số. Nó hơi à. Bơi nhẹ nhẹ. Bị hát nào. Nè bước số 2 là cái này mà. Bởi vì thấy trình đó mà, bởi vì đâu nhìn bước số 3 đâu. Bước số 3 quá hắc thảo rồi. Bước số 3 phải tìm kiếm rất là khó khăn. Ê, phải làm very hắc thảo luôn rồi. Ê, cái miếng nhỏ đâu rồi? Đâu rồi? Gì? Không rồi, nó là nhiều như vậy luôn á. Bước vi đang tìm cái miếng nhỏ. Hai cục lạnh. Thì bước vi đang tìm cái miếng đó đó mà không thấy. Bước vi đang cố làm nhẹ hết sức để không bị rời ra. 3 phút vỡ rồi. Bởi vì biết cho Tâm cái cuốn này nha. Ừ thì hồi đó mới bị cho Tâm lại. Tâm sẽ là Tâm sẽ nhung quyển này vô thử một. Chỉ cho tên hình dễ cho nó ra sao. Chắc chắn sẽ tím chua tím lè. Nè, một cục. Nước cục. Gì vậy? Cục người ta sập lép vậy mà. Phát. Sẹp lép sao hồi nãy mới thấy nó cao mà. Cao cái gì lộn mới dưới. Sẹp lép, cái này sẹp lép, rồi chỉ sẹp. Đá lè. Sẹp dưới. Nó tạm xanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó không. 6 là miếng ngắn nhất. 2, 1. Rồi miếng theo cũng 6 luôn nhưng mà xanh rộng hơn. 3 mới là ấy, 2 mới là ngắn nhất chứ Tâm. Gì? 2 mới là ngắn nhất mà. Xe này mới là ngắn nhất mà. 1 mới là ngắn nhất. 6 đâu rồi? Mình nghĩ một cái cặp cưới mình đó nó sẽ hình dị rất là bị. Số 1 đó. Tùy theo mỗi tập nha. Nhiều tập có, nhiều tập không. Mình nghĩ tới mình sẽ làm tới. Mình sẽ làm tới bước số nè. Mình nghĩ sẽ làm tới bước số 7. Số 8 đi. Số 8. Thôi, số 7 đi. Số 8 đi.
Ok, mình sẽ làm bước số 8, mình sẽ tạm biệt mọi người. Mình nói hú lại. Cây dài. Chốt 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 chốt. 6. Đứng gần tao lấy 4 rồi ơi. Bobby biết mà. Bobby nhìn thấy số 4 nha. Số 4 tối ơi, nhìn bọn mình số 5. Bé bè, có biết được chưa luôn. Bố, Bobby biết tên Lâm thành công nhất là tên gì? Tâm TV Sạch Cơ Gamer Sạch vậy? Tên Tâm thường to thường ngày á. Không biết. Vị giáo hả? Vị chủ giáo sư. Giáo sư chuối hả? Chính xác. Chính xác. Trời, bước số 3 mới hắc não. Bước số 3 là very 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 nhiều luôn. Bạn nhìn tới này nó hắc não không? Số 4 bên trái. Very very very. Số... Ủa, này bên trái luôn mà. Bởi vì cần cái bên phải. Tên phải thấy rồi. Cái lộn nó ngắn. Mặt thiệt. Cái bên phải đâu? Tên này sắp lựa tao xét mài ơi. Làm tên bước số 7 thôi ơi. Nó nhiều lắm ơi. Tìm mà không thấy đâu. Kì. Nó quá nhiều rồi. Mình nghĩ nên làm tới bước số 7 thôi mày. Làm tới bước số 7 thôi. Bước số 8 rồi, bước số 8 rồi chưa xong. Thấy mắt vô, mày đâu? Rồi mày. Không, mày đang tới luôn. Đây rồi. Không phải luôn. Mày đâu? Mắt kì. Thấy rồi. Không phải. Trời ơi, cái này nó đuối lắm mọi người. No. Bơi, sai. Tính ra tới miếng mà nên tìm nó nằm ở dưới. Nó nằm. Không phải. Đó mới mình đôi đồ chứ phải đâu. No rồi. Mày đâu? Mày nói tầm chài đi, nó có liền. Tầm thử chài. Để không có. Tâm xấu chai. Tâm địch Shira. Tâm nhất là xấu chai. Bà Tâm nói tâm địch chai cái gì? Tâm xấu chai. Tâm nghe một xúc xích. Thì bây nghe một xúc xích thơm thơm. Bởi vì không nghe một xúc xích mà bởi vì nghe một khác. Fucking. Nó hát nhả. Nó nè. Quả hát mình. Nó cốn, nó trốn như quỷ vậy. Bốn cái màu. Mình thèm cái gì chiên quá. Không ai nên nấu cái gì chiên nữa. Cái chiên này 4 hát não rồi. 6 không biết cái này sẽ rác xong sẽ như thế nào đó mọi người. Bạn hãy đợi xem tập cuối. Lỡ như tập cuối không có thì sao? Thì tập chứ ba quỳ tìm để này chia ra thành 10 tập đi quỳ. Chia ra thành mười mấy tập luôn. Nó quá nhiều. Đâu mất chưa bê lấy bậy chứ bỏ không có nói bậy. Tao không có nói bậy mà, mới mày nói mà. Nó đâu rồi. Bơi khóc luôn rồi. Bơi mày, bè tình nói là bè thích răng cái thật bãi không, cái thật khổ lắm á. Khổ không mày? Khổ thiệt. Mày đâu rồi? Tao nói rồi, nghỉ hè rồi rap, bơi mày chê, tôi nói rap liền. Bơi mày có nói nghỉ hè rồi ra. Bởi vì Tâm nói nghỉ hè rồi gá. Bởi vì nói Tâm nói hôm nay gá buồn. Tâm nói bởi vì nói cái Tâm kêu bởi vì gá luôn mà. Trời ơi, đổ hai chúng ta. Ông bà bên kêu ra nói rác thích hợp. Và Tâm nói nghỉ hè mà quên mất. Thì rồi bởi vì nói là rồi Tâm nói là gá tự do đi. Bởi vì nói rồi bởi vì với Tâm gá tự do mà. Nhưng mà tới tuần hôm nay thì khổ sở lắm mọi người. Xong bước cái hai người ta cần 6 cái lận
cổ quá mọi người. Cái này mình chỉ đáp theo bước số 5 thôi. Bước số 5 là quá tay rồi. 10 phút quá rồi. Bước đây. Số 5 thôi ơi. Này tới đây gặp này cái sân dương ta chưa lấy 4 cái. Thì mới quay lấy một cái sân dương nữa. Cái này mình chỉ làm tới bước số 5 thôi, mọi người xem mà chưa xong. Bước số 5 thôi, bước số 5 thôi. Mọi người xem mà chưa xong. Tâm nghĩ chiếc này sẽ khủng lồ lắm á Huy. Nó cực kỳ khổng lồ. Tâm nghĩ nó không chứa đủ tới bàn này Tâm đâu. Nó thì bự mà tới mấy. Tay lắm. Đâu rồi. Đi. Để cơ coi hai cái đó nữa. Có 6 cái. Trời ơi cổ quá mọi người. Ấm rồi bác cái này mình cũng đâu rất vui lắm phải không? Nhưng mà tiền khổ quá đi. Đúng là lời nói ăn sự thật. Nói là phải có trách nhiệm. Người nói là cũng phải có trách nhiệm. Do mà tôi mình khỏi chơi này các em có đi vào những cái bước gì mà phải. Nó quay nhanh hơn. Nó gớt quậy Tâm ơi. Làm đây. Vậy Tâm tìm đi. Có vì cần. Khổ quá. Khổ mình 11 phút một rồi. San mèo cha la đâu vậy? Không biết Tâm dục nó ra ngoài mà. Đó. Dục mấy cái thằng này ra ngoài đây. Dục hồi lên dưới nó biết sao vậy? Kệ nó, cho nó tiếp luôn đi. Tập hồi thằng Tô Ngộ Không ở lại. Có chịu thằng Tô Ngộ Không? Không thích thằng Tô Ngộ Không. Còn Ngộ Không trong Lego nó khủng lắm. Để xem xem. Nó muốn phá hủy thế giới. Thay vì nó bảo vệ thế giới không ơi. Ừ. Nè. Ta. Bốn cái kia. Đúng chưa? Tôi nghĩ đến thầy là làm tới bước số 5 là bó tay rồi mọi người. 12 phút luôn rồi. Ba ơi nè. Mình đi mình lát xin giờ thì mình chứa được 3 thằng mà kiếm dễ hơn phải không? Nè. Mình lát xin giờ mình kiếm được, mình đã được 3 thao rồi. Nè. Gì vậy? Một cái đủ rồi đúng không? Cái đó đó. Mà cái này người ta cần thêm một khối nữa. Khổ quá. Cái này quá khổng lồ rồi. Nó xong cái này chắc từ mình ra bệnh viện đi quá. Xỉu luôn á mọi người. Nó quá. Anh đừng có kìm chân với Vi nữa. Mèo đâu rồi, xa anh đâu rồi. Nè. Hi hi. Còn chỉ 3 cái. Ao mất tay là thèm xúc xịt của từng như vậy xong cái mới được kiếm mò đi mà. Xong. 4 cái, rồi còn 2 cái nữa. Dạ. Xong. 5 cái, còn 1 cái nữa. Đi vệ sinh đi. Giống cái gì kia luôn.
Đúng rồi. Đây gãy cái con cũng không đâu bị gãy. Nhưng mà giống cái viên chiên thiệt. Nhưng mà cái viên chiên ở đâu? Không biết, không lẽ trong phòng bà lùng. Mơ rập cơ bước xuống nằm rồi mà chúng nó nhiều quá mà. Làm đi. Tìm phụ con đi. Con khóc rồi. Xem từ từ. Con đó thì xỉu không rồi. Cái gì cũng phải từ từ, cứ khó thì chị thấy nó là 1 phút 30 giây này, chưa tới 30 giây chắc xỉu luôn rồi. Khó thì than mà. Phải có ý chí chứ. Ý chí lên. Ý chí lên. Còn nó hơi khóc vậy. Khó thì lúc nào hết giờ gian nan lúc nào lại vậy hả? Ê đâu rồi, ba cái tay trong này vậy? Ba cái tay của mấy con này nè. Làm từ dễ tới khó chứ làm dễ rồi hả? Có 6 thằng, 3 cái tay là cũng cộng lại 1 thằng. Thằng này nữa. Ê đập trứng gà nè. Ôi. Ủa thằng này ở trong đây có ai gãy tay không? Không. Không có ai gãy tay chân, sao có cái tay trong đây? Tay của một thằng bí mật. Ờ đúng rồi, thằng lái máy bay này nọ. Không biết nữa. Ông lé cái đầu. Ôi, đập trứng gà. Rồi, đủ 4 cái rồi nè. Trên đây đủ 6 rồi. Ở đây đủ 1, 2, 1, 1, 1 đủ rồi. 4 đủ rồi. Cái này là chữ 4 mà. Cái này 6 đủ rồi, cái này 8. 6. 6. Ơi. Cái này mốt mình đi, mốt mình đi mình thành sẽ cho mày lần. Mình nghĩ cái này là 16 phút rồi. Bước xuống nằm thôi. Nè, nó tìm quá nhiều, quá trời mảnh. Còn 2 cái này nữa. Người ta tìm gì ở đây? Nè. Cái này người ta tiêu tiền 6 cái mà. Thì Bobby lấy 1 cái. Rồi còn 5 cái. Mình để con ngựa ra đây đi. Đúng là mệt mỏi thì không có tiền đâu, bởi vì tiền là bởi vì mới mệt mỏi. Mình tâm thì phải nguyện cái mò mò cái này. Còn một cái nữa. Mẹ vô tiếng phụ đi. Vô tiếng phụ đi. Con phụ tiền với Phi kìa, hai đứa tự tiền để lên. Mọi con sao mà tiếng được. Không có cái lo con. Để thích vô hai đứa. Con cần thêm một cái thao. Thôi mà cái thao không đủ mà cho một cái bạn. Chia ra đi hai đứa tiền. Một cái thao nữa, một cái thao nữa. Cái thao kìa, hai đứa chia ra tiền đấy. Đứa nào tìm được là thì tìm đứa khác gì đó. Nhiều rồi, nhiều rồi. Rồi chia ra đứa tiền đi, tìm được rồi thì tiền rồi. Rồi, tham quá nhiều rồi. Tâm cũng nhiều rồi. Cái gì tâm nhiều, tâm ít xịt vậy? Tâm mà. Tìm thêm một cái nữa. À, không phải, không phải. Mười quyết chép vào kêu rồi. Mời mày. Đủ 6 rồi. Bảy. Đủ rồi. Vậy tâm thao này đi, bớt vì thao này. Rồi. Chia tiền đi. Kèm đi. Tiền cái nào hai đứa tiền. Đó hả? Tiền gì đây? Đâu ơi, có hàng ngàn tiết tay trong đây. Thằng nào đây? Đâu rồi, con tiền. Đâu rồi, thằng gì? Tay nè. Rồi, thằng con cũng không bị gãy tay. Do cái chữ chiếu của nó mềm quá, sôi nổi. Quá mạnh mà. Ở bên đây không có. Bên đây không có rồi. Bên bao giờ không tiện đi, tiền trung tâm. Bên đây không có. Oh my god, nhả hết 300 cái rồi. Nhưng mà tao thấy được cái con nào không rồi. 4 cái đủ rồi. Còn 6 cái. Nè còn 5 cái nè. Hôm nay cô ngủ không?
Đây. Hai đứa tìm đi. Hai cái. Ba cái. Bình tâm hết á. Ba cái rồi. Còn ba cái nữa. Bình tâm hết á. Nè. Bốn cái. Hai cái nữa. Không phải. Bao nhiêu vậy? Không có. Mày ơi, mày ơi, tức trà trà rồi. Còn tầm hóa rồi đó. Tầm thì mới tốt. Gớt nữa. Gớt nữa. Này tụi bên có quay nha. Mệt ghê. Bao ơi, mới tốt rồi. Mới tốt rồi. 21 phút. Thôi làm tay bước số 4 rồi. Bước lại xuống số 3. Em thấy cái lăn rồi. Cái lăn lăn. Mình kia này rớt. Nó lăn đâu kia rồi. Rớt. Má 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 tự ngã mới ngã thằng đứng. Tao sợ ma hả? Ông quên biết tâm mấy cái rồi. Bốn cái rồi, còn hai cái nữa. Đợi mua mấy chút bèn đi. Đây, năm cái. Đó, đã nói là đồng tâm hết. Rồi. Tên là gỡ. Rồi bắt đầu gác thôi. Bị ca. Ủa tại sao có cái tai vàng trong đây vậy Tâm? Đó. Nói cái tai vàng là cái đồ cầm điều khiển của chiếc máy bay kia á. Sắc rồi sắc rồi from. Oh no, the kaku. Đó, Tâm nói vậy đó. Kaku. 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 Không có kaku. All angel existed in the mind. Baby, you can try me and my summer girl. Hello. Đó. Tên cung là anh chim cung mà. Con chim cung là con gì? Là anh chim ấy quê ông ngoại Tâm nuôi hoài. Chim cung. Chim cung màu nâu. Con chim cung. Chim cung. 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 Trên thế giới này nhiều anh em biết chót lắm. Biết chót. Hello biết chót. Hello biết chót. Biết chót mấy chót ở khắp mọi nơi. Gọi là biết chót bị bẻ gãy đầu. Biết chót. Biết chót khổng lồ. Biết chót mini. Biết chót. Biết chót sạch quá hết. Hai. Thấy rồi, mang rác. Đây mới là quýt chắc sẹp lép. Sẹp lép, thơ năm tét. Quá trời quýt chắc. Bà, mình nghĩ là mình chỉ làm tới bước số 4 thôi. Bước số 5 thì... Bỏ tài. Rip số 5. Cái này chắc mình chia ra mười mấy tập luôn á mọi người. Để nó quá khủng đồ. Chúng ta đi bỏ rồi bỏ rồi luôn á. Bởi vì muốn tìm nhiều hả? Không, bởi vì chị muốn lấy mấy cái bánh xe đi. Hết rồi. Thèm mì ramen quá. Mì ramen của Naruto. Naruto bị cho thắng ăn mì ramen. Lắm. Tâm ơi, bởi vì tìm, bởi vì biết cây nấm, nấm ở trong mì ramen của Naruto á. Nấm gì? Nấm hình tròn á.
nhưng mà nó có gai 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 á, nó có hình xoắn ốc á. Thì ốc gì? Nấm. Nấm gì? Nấm đó có thú cưng của Naruto thích ăn lắm á. Người Naruto thích ăn không? Thích luôn. Mà thú cưng của Naruto là ai? Không biết nữa, nhưng mà bởi vì chắc cái đó là con người tuyết á. Tại sao người tuyết được? Bởi vì nhìn giống thôi. Nhưng mà bởi vì quên cái đó rồi. Quên biệt danh này á? Ừ. Sắp mà sắp rắp luôn. Đó tao mới lộn. Mà lộn mà. Lộn mà rắp lộn mà. Bị điếc hả? Tao mới luôn. Lộn. Đến nó mặn mình nha, mình nói thiệt. Cái này nó mặn hả? Hả mày hết, không có gì hết. Không có gì hết. Tính là mình thấy dần rồi. Từng chắc. Có cái nào dư đâu? Rick chop. Xe có quy đâu? Anh em rick chop 500, anh em rick chop tiêu gì cả thành phố. Rick chop đuôi dài. Con bi rick chop. Rick chop tao lửa. Mai ngồi vô mình. Đan. Bước này dễ hơn. À, hai cây. Một cái đó, hai cái đó, chín cái đó. Dễ hả? Một cái đó. Nhìn mà hình dáng nó dễ kiếm lên. Một. Mày hốt cho dữ vô. Mà nuôi ở đó. Hai. Ba này. Mọi người ơi, 27 phút rồi, lẹ lên đi, năm 30 phút. Ở lộn, năm 31 phút. Lẹ lên, mình nghĩ lý miệng qua quay 31 phút để cho đủ. 32 phút. Thôi, 31 phút. Cái này là phải gán chịu đập với nhau. Phải gán nghe phải đập với nhau. Hai, đi ỉa đi. Ỉa mất thời gian. Đi dậy đi, cứ đi gác cho. Thôi. Địch BOOM. Nhiều vô? Không. Dạ không, nó cũng đã địch trái tình hình. Ba bị lấy lụng trái rồi. Thôi, lấy lụng trái đá người ta đưa lên, đưa xuống. Rít chót mập địch. Thúi quá. Đẹp trai, thanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 9 đủ rồi. Cái màu xanh bên đây hết rồi. Nhưng mà trong đây bổn đủ. Còn cái kia màu xám 2 đủ. Ok, bắt đầu 500 anh em thôi. Rồi bước số 6. Gì? Mình nói bước số 5. Đây nó rớt với vớ số 4 rồi. Nhưng mà nó vẫn còn kìa. Còn cái gì? Khỏi. Khỏi đi. Mệt. Này rớt tới vớ số 5 nghỉ. Mệt. Với 28 phút à? 28 phút biết bao nhiêu không? Đủ đường. Gì chứ? Rip Lego. Rip rồi. Để xuống kìa. Mà lại quay tới vớ số 4 rồi. Để 28. Vớ số 5. Rồi vớ. 29 phút rồi, bữa thôi bữa số 4 đi. Mệt quá. Vậy với vì với tao mình gáp hết luôn đi. Gáp hết là sao? Là gáp hết luôn á. Gáp hết là sao? Là gáp hết luôn á. Gáp hết cái bộ này luôn hả? Ờ. Gáp tới trên mài luôn. Thì gáp đi, tới trưa rồi chơi. Thôi, không đủ thời gian. Không đủ thời gian, một hồi tâm còn đi. Cô gái thì là 40 phút đi. 40 phút, yeah. 40 phút không mới đủ đâu mà. 50 phút. 40 tiếng luôn. Thôi 40 phút thôi. Một tiếng tới sáng mai. Một tiếng đi. Bay một tiếng để mà tiếng. Làm hết luôn hả? Hay sao?
làm hết. Chứ quay nhưng mà quay xong tập này thì mình phải làm tập tuần lại nè. 30 phút, 35 phút thì tắt đi. Một tiếng. 35 phút thì kết thúc một video phải không? Một tiếng. Lộn cái. Gì? Lộn 2 cái. Không đúng. Thấy một cái. Phải. Đây một cái xay qua đây. À không được. Có sao đâu rồi. Đây một cái xay. Lưu lộn mà. Bài luôn nắc mình gói bài đó hả? Xay qua đây. Bài xay nắc mình luôn. Rồi một cái này. Một ngày mà rớt rác hết mình chỉ mới bao được chứ. Bây giờ từ bây giờ mới chơi sốt sáng. 44 trang nữa. Tới chiều không? Ủa thì mới bị gác tới chiều luôn. Tới sáng mai luôn. Tới sáng mai chưa xong. Thì bố mình sẽ đi làm xong rồi bố mình qua tao rồi bố mình gác tiếp. Thôi té rồi ra tao thôi quay từ 1 giờ tây 1 giờ sáng. Được rồi. 1 giờ sáng quay Lego không nè. Rồi tao biết rồi. 1 2 3 4 còn cái này. Bày thẻ lấy thẻ hả mày? Hả? Dạ. Đi chở đồ rồi, đi chở đồ tâm tìm đi tao. Bà tao lấy thêm cái miếng gì không? Đó. Dạ đây. Có đây không? Đó mà. Rồi gấp đi. Rồi gấp hết rồi đó đi kiếm được. Xong rồi đợi bố Huy phóng mật. Ừ. Mình không ngờ bơi chạy nhanh luôn quá. Còn hơi là đẹp lắm. Mấy tới 1 phút 30 giây thôi. Mà đã ra khỏi thành nguyên nhà của mình. Thì giờ nhà mình là khoảng 15 mấy. Mẹ dục tiền phụ con. Cái miếng này quay chậm lắm. Cái gì không phải. Không, là mày. Đúng từ tới dễ. Tập trung mình làm mình tìm mới thấy ra. Nhớ phụ con đi. Tìm miếng nào? Ngồi xuống đi tìm. Nhắc cái ghế ngồi đàng hoàng nghe ngắn lại. Năm
500 anh em đây thôi. Bạn hãy nhớ nhấn like, share, subscribe cho mình nhé. Và hãy nhớ đón xem tập thứ 2 cho mình nhé. Và xin chào mọi người.